Thảo. Hả? Em dạ, đi chợ mới về hả? Chào anh. Em có xách đồ gì nặng không? Để anh xách cho. Dạ. Không sao đâu, em tự xách được rồi. Anh hai về đi, để chị hai lo đó. Thôi, đừng kêu bằng anh hai, nghe không lọt lỗ tai xíu nào. Nè, chị hai em cũng đang ngủ rồi, không có biết đâu mà la. Cứ để anh xách cho. Hả? Dạ, dạ thôi được rồi anh hai. Anh buông ra đi. Thật ra thì em không muốn chị hai hiểu lầm. Đừng có lo. Lần đó chị hai em nói điên khùng, anh la cho một trận rồi, không dám như vậy nữa đâu. Mình là anh em, sống chung một nhà, có gì đâu mà phải tránh mặt nhau, đúng không? Thảo à, chắc em giận chị hai lắm đúng không? À, dạ không, em không có giận chị hai em đâu. Em đừng có nói xạo. Có chắc luôn, anh còn thấy bất bình cho em nữa mà. Em nói thiệt lòng mình đi, anh hứa anh không có mét lại chị hai em đâu mà lo. Anh hai, hai là chị của em mà, chị rầy em là chuyện bình thường thôi. Em chỉ buồn một chút, nhưng mà em không có giận, thiệt mà. Công nhận có cô em vừa xinh đẹp ngoan hiền như em là phước ba đời của chị hai nhà em, vậy mà không chịu trân trọng gì hết. Nhiều lúc anh thấy chị hai em la rầy em vô lý, anh thương đứt ruột mà anh không biết phải làm sao. Em cảm ơn anh, thôi em về nha. Thảo, anh nói thiệt, em có biết là em đẹp lắm không Thảo? Em đẹp lắm. Anh đừng có làm vậy. Đừng mà sợ. Thì ta dòm đó. Sợ cái gì, đâu có ai đâu mà lo. Anh là anh hai của em mà, anh buông ra đi. Thảo, nè, Thảo, Thảo. Được rồi, mày không thoát khỏi tay của tao đâu. Chị hai, em mới về. Nè, làm ơn làm phước quạt giùm cái. Trời gì mà nóng như lửa đốt, quạt chút muốn gãy cái tay. Mát không hai? Mát. Thảo uống nước không em, anh lấy cho. Uống, cho em miếng đi. Được rồi, anh quạt cho. Em mới đi về mà mình quạt vậy chắc mỏi tay. Để anh quạt cho mát ha. Dạ. Đó, mát không? Sao không đi lo cơm nước đi kìa, đứng sớ rớ làm gì? Vậy để em ra vườn hái mớ rau nha hai. Hái rau đi em. Em mát không, mát không? Mát. Em xem hành hạ con nhỏ hoài vậy. Chứ không phải anh biểu em là đi về đây kiếm cách hành hạ nó rồi đuổi nó đi hả? Anh quên. Anh quạt ai vậy? Anh quên. Thảo. Anh hai làm gì vậy anh hai? Shhh, nhỏ tiếng thôi. Chị hai em mà biết anh em mình nói chuyện với nhau là tiêu đời luôn. Anh có chuyện cần nói với em nè. Anh buông tay tôi ra trước đi. Anh có chuyện gì á, sống về nhà mà nói. Anh chặn đường chặn lối vậy á, không có tốt chút nào hết đó. Khoan, tại anh có chuyện khó xử, anh không thể nói chuyện trước mặt chị hai em được. Bất đắc dĩ anh mới vô lễ như vậy thôi. Em thông cảm nghe. Thật sự chuyện này anh không thể không nói cho em biết. Là chuyện gì? Anh nói mau đi. Nhưng mà trước khi nói chuyện, anh có cái này nè, anh tặng cho em. Anh hai nè, tôi xin anh giữ gìn ý tứ một chút.
Tôi là em vợ của anh đó, thân cận như vậy không tốt chút nào. Anh xin lỗi. Anh tặng em nè. Xin lỗi anh nha, tôi ở xứ quê mùa quanh năm lam lũ, không có dám xài mấy thứ đắt tiền này đâu. À, anh đưa cho Hai xài đi, sẽ hợp hơn đó. Hai, 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 suốt ngày chắc nó chị Hai của em hoài. Mà chị em có coi em là em của chị em đâu. Anh nói thiệt, anh khổ sở phát ngán với cái tính khó chịu của chị em rồi. Chuyện anh muốn nói với tôi là cái gì? Em đang bị chị Hai em lợi dụng đó. Em không biết gì hết hả? Chị Hai em biết em không phải là em ruột, nên chị Hai em cố tình kéo anh về đây, bắt em phải hầu hạ, cung phụng. Anh đã khuyên can chị Hai em nhiều lần rồi, mà chị Hai em nhất định không chịu nghe. Chị Hai em còn ép anh phải làm nhiều điều theo ý của chị em nữa. Anh nói cho em biết, chị Hai của em sẽ hút cạn máu của em đó. Nhưng mà sao anh lại nói với tôi điều này? Hai là vợ của anh kia mà. Vợ? Vợ sao? Em nghĩ sao anh có thể lấy người như chị em làm vợ vậy? Chẳng qua là anh lầm. Hồi lúc mới quen, chị em hiền lành dễ thương lắm. Càng ngày chị em càng quá quắt. Anh nói thiệt nghe, anh chịu đựng hết nổi luôn. Thậm chí chị em còn ngang nhiên cặp đàn khác trước mặt của anh nữa kìa. Anh khổ lắm, anh phải chịu đựng, thậm chí là chịu nhục nữa kìa. Má, con nhớ má lắm. Con biết là má luôn coi con là một đứa bất hiếu, nhưng má đâu có biết thiệt lòng con có cũng mong một ngày nào đó con khá giả, con sẽ lo cho má đầy đủ. Không bao giờ má hiểu được lòng con. Má chỉ thương cái đứa trôi sông lạc chợ kia thôi. Tại sao vậy má? Nhưng mà má yên tâm đi, dù giận má cách mấy thì má vẫn là má của con. Mai này con và anh được đổi đời, con sẽ xây mồ mả cho má thiệt đẹp, con sẽ làm đám giỗ cho má thiệt lớn nha má. Vợ thênh khó mà tiếp tục chung sống với chị Hai của em được nữa. Còn vì sao mà nói cho em biết chuyện này thì là vì anh thương em đó. Nhìn thấy em bị đày đọa, bị đối xử bất công như vậy anh chịu không có nổi. Chị Hai em là ai mà dám coi thường chà đạp em chứ? Thảo à, em cứ yên tâm, anh sẽ giải thoát cho em. Chỉ cần em đi theo anh sẽ biến em thành một bà hoàng. Tới chừng đó chị Hai em muốn xách cuốc cho em cũng không được nữa. Em nghe lời anh đi nha. Anh sẽ đưa em đi ha. Anh nói xong chưa? Thảo, tin anh đi, anh không thể nào chung sống với chị Hai em được nữa. Đó là chuyện của hai người, tôi không quan tâm. Nhưng tôi mong anh từ nay đừng có nói với tôi những chuyện tương tự như vậy nữa. Thảo, không lẽ em cam tâm để chị Hai em ức hiếp em hoài? Anh thề anh sẽ lo cho em đầy đủ mà. Nha, nha Thảo, em không có gì phải sợ nha. Em ở lại đây em sẽ chịu nhiều thiệt thòi đó. Tôi không có thấy gì là thiệt thòi hết.
Với lại đó là chuyện của tôi, anh cũng đừng có để ý tới làm gì. Việc anh cần làm là đối xử tốt với chị hai tôi kìa. Nhưng mà chị hai em đâu phải là chị ruột, có chung dòng máu với em đâu. Tội gì mà em phải chịu khổ vì chị em. Hai mãi mãi là chị hai của tôi. Chị em tôi được ba má nuôi lớn khôn. Máu của tôi với hai đều có cùng một màu đỏ. Như vậy là đủ rồi. Những chuyện khác tôi không bận tâm. Thảo à, Thảo. Ủa? Cái gì vậy? Anh có chuyện gì mà cái mặt anh bực bội dữ vậy? Tôi chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu sao dám bực mình. Em gái của em coi thường tôi lắm á. Con Thảo nó dám coi thường anh hả? Ừ. Em sẽ cho nó biết tay. Nè, thích thì cứ hành hạ nó thoải mái đi. Anh làm bộ, anh bính giật nó cho. Hai đứa mình vừa đấm vừa xoa, vậy nó mới vui. Ờ, nó không yên với em đâu. Cơm xong chưa? Dạ, em xong rồi. Có đồ ăn rồi nè hai. Trời đất ơi, cái gì vậy? Bữa nay mày cho tao ăn cái giống gì vậy? Hai, canh chua mà ăn với cá khô chiên là ngon lắm á. Ngon thì mày ăn đi. Ba má tao nuôi mày nên hình nên dốc. Bây giờ tao chỉ nhờ cậy mày có mấy bữa cơm à, mà mày đối xử với tao như vậy đó hả? Nè, nếu như không nhờ ba má tao thì mày chết bờ chết bụi từ lâu rồi kìa. Đồ cái thứ vô ơn. Thôi, tới bữa cơm mà cứ dạy hoài, ăn đi. Anh để cho em dạy nó, chứ để không thôi là nó coi thường em. Em đã cố gắng hết sức rồi mà hai cũng không vừa lòng sao hai? Hai ơi, hai biết em không còn tiền mà hai. Mày đừng có lẻo mép nghe. Ngày nào mày cũng nói là mày đi mần, rồi bây giờ mở miệng ra mày nói mày không tiền. Ủa, bộ mày đi mần không công cho người ta hả? Hai cũng biết mấy năm qua má đau ốm liên miên, em xoay sở đủ chỗ, rồi đám tang của má bây giờ em vẫn còn nợ người ta. Mày dám mở miệng kể ơn với tao hả? Má tao đổ bệnh là vì cái chết của ba tao. Ba tao vì mày mà bỏ mạng đó con quỷ. Bây giờ mày dám đứng đây mày kể lể. Mày là đồ cái thứ vô ơn. Mày không lo cái gì hả? Mày cái thứ... Thôi, thôi mà. Em làm gì buông vậy? Ra, để thôi. Em Thảo à, em tránh mặt đi, tránh anh đi, tránh đi. Anh buông ra. Ôi. Anh buông ra coi. Ôi, mà anh thôi mà, nghe không? Chuyện với tao nghe. Tới bữa cơm rồi. Đứng lại. Mày đi đâu? Đi. Mày đứng lại đó, mày chuyện với tao nè. Ôi mà, chị em không hả? Con quỷ. Thôi. Thôi. Em làm gì được không? Quá được. Má xin lỗi con. Tại chị hai con tánh nó nóng nảy nên nó la vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Con đừng có giận nó nha con. Má không có lỗi gì với con hết á. Thảo, nhớ đừng ở giận chị hai con nha. Đừng có ghét bỏ nó nha. Má ơi, con biết phải làm sao bây giờ. Sao vậy? Em làm gì mà hốt hoảng vậy?
Dạ anh hai. Mẹ Thảo à, anh làm gì vậy? Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em thôi mà. Có chuyện gì anh nói đi. Tại sao phải chịu thiệt như vậy hả Thảo? Em cũng thấy rồi đó, chị hai của em là người hết sức vô lý, mắc cái gì em phải chịu đựng. Thảo à, em hãy nghe lời của anh, anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Chuyện nghiêm túc mà anh muốn nói là vậy sao? Xin lỗi anh, tôi không muốn nghe. Thảo à, Thảo anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em nghĩ lại đi, thời gian qua anh nói với em đã sao? Không lẽ em không hiểu được tình cảm của anh dành cho em hả Thảo? Thảo à, Thảo, đi với anh đi, anh sẽ giúp em thoát khỏi người chị không ra gì nha. Thảo, Thảo à, nghe lời anh đi. Thảo à, tôi ra. Anh mới là kẻ không ra gì đó. Thank you.